Hello, bạn có muốn gắn thẻ Quỳnh Lâm không? Gắn luôn, trời cái Facebook này nó dạo này nhạy bén quá ta. Hello bà con, livestream chiếu gió. Chồng xăm vợ livestream mà khoe vậy câu khách rồi con. Xăm phải đeo khẩu trang hả anh? Tại em chưa xăm lần nào hết. À, sắp thì đeo các bạn. Đeo khẩu trang nhưng mà đâu có khẩu trang đâu. Nó đeo trang sức hả? Đi chơi phong cách. À, chưa xong nghỉ mà vẫn làm. À, đây là sáng. Đây là sáng nó bị xăm. Là khóa bắt ra nhập rồi con. Anh bạn này đi từ ngoài Ninh Bình vào xong nguyên cánh tay, không phải làm gấp làm nhanh. Thanh niên Ninh Bình chưa xong cánh tay à chị Mai? Chưa. Là làm vài tiếng là xong đâu. Ủa, có tiếng à? Chị Mai. Ê ơi. À. Vinh có bảo, Vinh có bảo lông mày ăn nhỉ? À? Cái lông mày đẹp đấy. Lông mày rồi. Đẹp á? À. Tối nay cái. Tối nay xỏ thêm một cái là xong. Ai à? Anh đấy, anh chơi đấy chưa? Ủa. Máu mà. Đây này, anh mới có đây. À. Bài bài mới. Tôi ra. Nông thêm à? À, thêm mấy lỗ nữa rồi. Đây là em cho anh xem tay của thằng Tới. Tới ơi. Đây, thằng Tới nhà em nó nông mà ba lỗ. À. Đẹp lắm. Bà ơi, cho anh quen xem cái lỗ tay kìa. Chào bà con. Cho xin 5 phút nói chuyện với anh Quang nha. À. Nè, mày ghé vô. Đây là kết nối 2 chị Tâm Sài Gòn Hà Nội á. Ây à. Được đấy nhờ, ôi quả tay đẹp đấy. Nông sụng luôn. Đứng sụng luôn nè. Ôi. Được. Đẹp không? Đẹp đẹp. Trời. Trời. Cái quả của mình là xịt rồi. Tay mình xịt rồi. Anh phải thêm vài lỗ nữa. Quay nè. Quay sát cái lông mày của Vinh như nào. À đây 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 ok. Hello bà con. Đâu. Hà Nội. Tối nay tôi. Ôi ôi đẹp thế nhờ. Tôi làm một lỗ nữa Quang ơi. Đẹp không? Đẹp quá không ạ? Cái này là đeo khuyên không đều, đeo khuyên đều nó đẹp không? Chỉ định làm là khuyên một khuyên, khuyên cái chân mày luôn á. Khuyên chân mày là hộp một khuyên luôn á. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Ai, đang xăm nè anh ơi. Ờ. Đấy. Wow. Đó. Được không Quang? Được, được, được. Mấy đang nhập được không? Được. Đang xem, đang xem. Này, tôi làm cái mũi này. Ôi ơi, em cũng thích làm chỗ đó mà ổng không cho, ổng kêu thúi. Có thúi không anh? Vinh ơi. Ơi, không. Đâu, quay bầu chơi gì vậy? Từ. Chơi chơi chị sao chồng vậy? Anh nè. Đâu? Đây. Chỗ đó. Đây. Ở đồ, đau không? Không đau, đau không đau, đau. Nhưng mà có thúi không? Không. Thúi sao được? Thúi sao được? Em cũng thích làm chỗ đó đó. Chỗ này đẹp. Chỗ này đẹp. Nói chuyện giữa gia đình nhà chung là con. Ủa mà áo người mặc vừa không? Áo người mặc vừa không? Vừa đẹp. Anh gửi tụi em bao nhiêu cái vậy? 20 phải không?
20 cái. Thấy chưa, em tưởng 100 cái em kêu ăn qua mới gửi 100 cái vô để tao cho tụi bay. Trời ơi, 20 cái hôm sau anh gửi tiếp cho. Thôi được rồi, từ từ, để tôi ra mà. Em muốn xanh giữa tháng tôi ra bao nhiêu chị? À trắng đen, xanh tay luôn mình như vậy là 13 triệu bạn. Quá. Đẹp, đẹp. Mực con cuối đẹp ấy. Mực con ngựa. Không đánh đai miếng nữa, đánh ngựa. Hello bà con. Vinh ơi, Vinh ơi, làm việc đi nhá. Tôi làm việc đây. Bye ơi, nhá, anh làm việc đây. Bye. Trời ơi, trong camera nó nhìn mặt vợ mà nó hỏi bạn có muốn gắn thẻ mẹ vợ vô không? Ghê thiệt chứ. Vậy là hai mẹ con giống nhau phết. Được ạ. Hello bà con. Hả? Nói chuyện với anh Quang xong rồi giờ mình nói chuyện với nhau. Sao? Hỏi gì bà con? Để tôi đọc comment bên trên coi. Nông như vậy đau không chị? Đau bạn, nhưng mà tới nó nông nó dùng thuốc tê. Thuốc tê thì nó sẽ rất là đau, nó ôm tay mấy ngày nhìn như gà rù luôn bà con. Anh Vương á, học trò chăm ngoan, ngày nào cũng đi học. Bây giờ ổng học mới mấy tháng mà tác phẩm của ổng toàn kín tay kín lưng không à bà con. À, bây giờ ổng làm toàn hình kiếm tay kiếm lưng mà mới học mấy tháng à. Cái này là học trò khác làm cho anh Vương đang làm nè. Đó. Đang làm đó bạn không? Học trò bên tôi đang làm. À, ở trong tiệm á thì các học trò sẽ là thăm cho nhau. Lúc đầu mới biết đi nét thì sẽ đi lên khung cho nhau, khi nào biết tô màu, biết đi trắng đen là sẽ xăm cho nhau như vậy để trao đổi da. Chứ lúc đầu mới học ai cho da đâu à, thực tập chỉ có những anh học viên tự bôi đen nhau thôi bà con. Nếu có hình cũ mà muốn chỉnh lại được không chị? Được bạn, bây giờ thì kỹ thuật cover thì nó cũng là khá nhiều thể loại để cho mình lựa chọn rồi. Củ tỏi về quê rồi bạn ơi. Chị mình xăm ở ngực đau không? Ở ngực trên này hả bạn? Đau. Nhưng mà thì nó cũng như là những cái vùng ở lưng này nọ thôi. Nó không có đau trong cái là vui rồi mẹ. Dạ. Nó nói là cô sư phụ để được cái ngờ. Cái ngờ là cái móng của mẹ. Đúng không? Chị Mai ơi, em hỏi xóa rồi. Ấy lộn, xăm rồi xóa còn thẹo không chị? Bây giờ thì đa số là ai xóa thì cũng có sẹo. Còn những người mà xóa không sẹo bằng công nghệ cao thì tốn rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian à, và nói chung là phải kiên kỵ nhiều nữa bạn. Gọi đi đến tên cho Vương. Chị Mai có thể nói về hình Phật được không? Nó có ảnh hưởng gì tới bổn mạng không bạn? Hình xăm Phật á, thì rất nhiều người xăm. Khách hàng của tôi rất nhiều người xăm, kể cả anh Vinh cũng có xăm trên người. Thì có liên quan hay không thì tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi cũng chưa nghe ai nói là tại vì xăm hình Phật nên phải thế nọ thế kia. Không có Phật nào phạt các bạn theo các bạn xăm hình Phật lên người hết. Mình xăm lên người vì mình tôn vinh Phật lên mà, ai đâu phạt. Suy nghĩ nó thoáng thoáng một chút. Còn có những người phong thủy kỵ quá thì đừng xăm vậy thôi. Mình chọn khác mình xăm. Củ tỏi có mở tiệm riêng không chị? Không bạn. Củ tỏi nó học xong để đi Mỹ mà. Xăm ngón tay kiên cử nhiều không chị? Thì mới xăm bạn đừng đụng nước nhiều. Rồi là ở ngón tay thì nó là vùng da mà khó giữ mực sẵn rồi. Cho nên mình lúc nào cũng chuẩn bị tư tưởng là xăm ở ngón tay nó không bao giờ đẹp bằng xăm ở những vùng khác. Từ mua bàn tay trở lên nè. Mực nó không có ăn mấy bạn ha. Chỗ ăn chỗ hông à. Xăm mí mắt giống cô đau không ạ? Bây giờ thì mấy tiệm xăm mí mắt người ta có thuốc tê rồi bà con, cũng không đau lắm đâu. Cảm ơn bà con.
hiện tại em đang có một hình xăm, muốn xăm tiếp mà sợ không xin việc làm được, mê lắm mà không dám xăm nữa. Ừ vậy khi nào mình có việc làm thì mình hãy xăm bạn. Thèm vào miền Nam quá anh chị. Đây đây, anh bạn này đi hơn 1.500 cây số á. Từ Ninh Bình vào đây 1.500 á. 8 cây số để vô đây thăm mình thôi. Xa xôi thế. Tôi rất là cảm kích là con. Vô Sài Gòn sẵn chơi rồi xăm luôn. Người hay quái thú vậy, nhìn quái thú mà. Nhìn dơ dái. Bao dơ luôn. Dái mà không dơ sao được. Dơ dái, đất tôi cũng dơ như cái dái luôn vậy đó. Lại. Dơ giấy, dơ dái là dái ai cũng dơ rồi. Cái này tập quá. Này quá mày. Em xăm ở mu bàn tay được 1 năm rồi, giờ nó mới nổi hình lên, ngứa quá à, là bị sao chị? Mà tới giờ nó mới bị nổi à, cả nói bạn nếu mà nó bị nổi thì bạn cứ mua kem chống hâm của baby bạn bôi đi. Nhiều khi cái hạt mực đó, nó tại vì cái hạt mực nó lớn nên quá trình bập cầu của chúng ta sẽ ăn cái hạt mực đó trong suốt thời gian mình sống luôn, cho nên nó sẽ bị nhiều khi ăn vô một số kim loại nó sẽ nổi mụn lên, nhưng mà mình cứ kệ nó vài ngày là tự xẹp mà. Mụn không phải là mụn lở lét này nọ, y như kiểu mụn cám chút xíu xíu à, kệ nó thôi bạn. Chị ơi cho coi anh Vinh xăm đi. Nhìn anh Vinh handsome quá trời ơi. Handsome, handsome. Đây là đang xăm. Đang xăm xíu nữa, xăm nhiều một chút rồi mấy bạn coi mấy bạn sẽ dễ hiểu hơn. Chị ơi, hình sóng biển nghĩa là gì ạ? Là sóng biển bạn. Theo tôi là sóng biển là sóng biển, còn theo bạn ấy nghĩa có thêm gì gì đó thì là do bạn suy nghĩ thôi. À, tự nhiên bây giờ kêu tôi sóng biển ý nghĩa gì? Sóng biển ý nghĩa của nó là đại dương. Đại dương ý nghĩa của nó là nước biển. Nước biển ý nghĩa của nó là sóng biển. Mỗi người nếu như bạn thích sóng biển thì bạn cứ đặt cho nó một cái ý nghĩa nào đó để bạn xăm thôi. Còn đối với mình không có ấn tượng về sóng biển nên mình không thể nào đưa ra một ý nghĩa hay cho cái sóng biển được. Chị ơi, xỏ lưỡi ở giữa có đau không? Đau bạn, đau lúc mới xỏ thôi nha, mấy ngày là hết à. Anh Việt có làm bên chị nữa không ạ? À, Việt nó lâu lâu nó mới vô thăm thôi bà con, nó ở ngoài Vĩnh Phúc mà. À, Vũ Thái đang ngồi ngoài kia mình xem trực tiếp à. Này. Ở ngoài đó, anh Thái mới cắt tóc cho thằng Hiếu xong. Thằng Hiếu cầm cái chổi quét cái nhà. À, con Nâu thì đang nằm rất là hưởng thụ. Nâu à, ăn no lại nằm khoeo mà. À. Nghe tên lâu nay mới vào xem mới thấy. Cảm ơn bạn. Chị ơi, hiện tại trên lưng em đã có xăm hoa hồng, bây giờ xăm chân dung lên thì có hợp không ạ? Được bạn, thì mình sẽ tìm một cái vị trí nào bên cạnh cái hoa hồng thôi, chứ đừng có xăm chân dung mà đè lên cái hoa hồng lại đen thui thùi lùi luôn. Hoa hải đường có nghĩa gì vậy Mai? Chồng biết hoa hải đường là hoa gì không chồng? Biết hả? Ông cắm hoa nên ông biết hoa hải đường, mà tôi không biết hoa hải đường là hoa như thế nào luôn. Mà còn nhiều khi có khi tôi nhìn thấy rồi mà tôi không có nghĩ nó là hoa hải đường nên tôi cũng không biết ý nghĩa. Nếu mà bạn nào muốn biết ý nghĩa của hình nào lên lại tên nha. Lên trên mạng search đó bà con. Đó, nó nhanh. Giờ Google là tốt nhất. Đúng rồi. Hai vợ chồng em rất đẹp happy. Dạ. Tụi em phải cố gắng happy thôi ạ. À. Chứ bây giờ buồn cho ai coi bây giờ. Vui người ta mới coi chứ. Ây da. Sạc pin nữa hả? Xăm ở cổ cho chị giá bao nhiêu? Xăm cái hình y chang như mình thì mấy bạn phải hỏi anh Quang Tim hồi nãy á, người mà cùng livestream với mình á. Còn
xăm hình khác thì giá bên mình từ khoảng 4, 5, 6 triệu tùy độ khó của cái hình đó các bạn. Mai ở ngoài. Dạ cảm ơn chị. Tiệm mình ở số 7M đường 14, khu dân cư Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh ạ. Chị có nghe nói đòi giấy chứng chỉ nghề hợp lệ không? À thì bây giờ các ban ngành nhà nước người ta đang chuẩn bị đưa ngành xăm vào cái ngành bị quản lý, cho nên là mình cần phải có học thi qua một số cái lớp. Có gì thì bạn cứ coi địa phương bạn đã có cái chương trình đó chưa, còn ở Sài Gòn thì mình chưa thấy có cái vụ đó, chưa thấy ai tới kiểm tra gì hết. Nhưng mà tới kiểm tra lúc nào thì mình sẵn sàng đón nhận lúc đó. Mình đã có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, tại vì bên mình giấy phép công ty mà. Trời ơi chinh mi này vô nói tục quá bạn ơi. Gì? Lồn cặp rơi lung tung hết trơn. Chắc không có làm sao đâu. Chị Mai có thể tư vấn cho em cứ coi rồi. Chắc gia đình cũng văn hóa. Cứ hỏi đi, hoặc là bạn qua tới tận tiệm luôn tư vấn cho dễ. Ngồi mạng tư vấn khó lắm bà con. Mình đã có con rồi. Tóc undercut Lợi Gò Công cắt cho tôi bữa qua đi khai trương á, ủng hộ cắt cái đầu. Chị ơi anh Vinh có thiết kế chuyên về chân dung không ạ? Chân dung thì tụi mình đánh giống được thôi, chứ còn chuyên hay không là tụi mình không có chuyên, không có đánh như một cái hình chụp bằng máy được. Tụi mình chỉ nhận trắng đen nữa chứ không có nhận màu. Còn nếu bạn muốn về màu á thì bạn inbox mình đi, mình sẽ chỉ tiệm quýnh màu đẹp cho bạn. Cảm ơn bà con. Mấy ngôi sao đẹp ghê, đẹp không? Cái này là tôi xăm 4-5 năm rồi đó, 4-5 năm trước rồi đó. Nghĩ thời gian đó mà mấy bạn á, một người xăm trên mặt bước ra đường mà là con gái nữa, trời ơi. Ăn gì đó? Đấy. Trong tiệm tôi đâu lúc nào thiếu đồ ăn đâu. Xếp lại. Ăn trái cây không anh? Không ăn. Gắn thẻ lê anh luôn. Con ơi lâu lâu mới lên chơi vài hôm thôi. Củ tỏi hôm qua mới bị đi du lịch, hôm nay mới được thả về, khổ thân thế không biết. Có anh Dế đó không chị? Không không. Dế lâu lâu qua chơi thôi bà con. Anh đây em ăn nhiều lắm rồi chị Mai, mỗi quá trình cô còn đi cho có sức đi tập gym với chị. Nói chuyện lôi cuốn ghê, thảo nào khách lườm lượp. Dạ, nói chuyện cho vui rồi mọi người thấy dễ gần người ta tới xăm, chứ mình là tiệm xăm hầm hố rồi. Nghe tên tiệm xăm là đã thấy trong đó chắc toàn dân xăm mình ghê gớm này nọ, tại vì quan niệm của xã hội quá ghê mà. Cho nên là khi mà lên livestream người ta thấy được mình là những người xăm mình như thế nào thì cũng dễ gần thì cũng như người ta thôi, thì người ta sẽ dễ dàng tới tiệm mình coi hình xăm của mình như một món nghệ thuật bình thường, chứ không có gì gọi là xa xỉ hay là giang hồ hết. Thì ai thích thì ghé ủng hộ thôi bà con. Dạ kinh khủng. Chị nói chuyện dẻo miệng, trời ơi luyện nói mấy năm nay mà không dẻo sao được bà con. Giờ thay vì mấy bà bán cá ngoài chợ bà kêu cá đây cá đây cá tươi cá sống cá này nọ cá, tôi là xăm đây xăm đây thằng xăm đẹp đấy. Để được không bà con? Buy one get one free đấy. Xăm một hình mini tặng một hình bích lưng đây. giảm giá cực sốc. Ăn đâu đủ. Anh muốn xăm quốc này cho anh ăn luôn chứ. Em chưa xăm được, gia đình em khó nhân rồi. Xăm lắm, từ em cũng làm. Ăn chưa? Ok, cố lên em. Ăn đây, cái kia cho dù chứ làm. Xin mời, ăn đâu đủ cho dễ ấy bà con. Ăn đâu đủ cho nó dễ vậy.
Lên mang cái gì lên? Ăn gì nữa ấy ăn. Có lúc ân hận, có lúc nào ân hận vì xăm hình không chị? Có muốn xóa hình nào không? Chưa. Chưa muốn xóa bất cứ một hình nào hết trơn á bà con. Muốn sao xóa? Xăm lên được là mừng thấy mẹ đi. Rồi bây giờ lo xăm chỗ khác. Chứ xóa thì cái chỗ đó mất công xăm lại nữa không? Xóa công xăm lại nè. Tôi đã gặp rất nhiều vị khách là xóa xong mất công xong lại rồi bà con. Ok ok bắt tay vậy. Bởi vậy trước khi xong là phải suy nghĩ kỹ. Trước khi xóa cũng phải suy nghĩ càng kỹ hơn nữa. Bởi vì xóa nó không bao giờ về da ban đầu như này của mình. Mà nó sẽ ra một loại da khác. Có loại da đó nó cũng không có thẩm mỹ lắm. Nhiều người đi xóa xong lại đi xăm đè lên đó bà con. Thái ơi, còn tôi chết. Em muốn cover hình xăm. Ok, có gì bạn ghé tiệm giùm mình nha. Đặc biệt là những cái hình xăm sữa, ghé tiệm là tốt nhất. Tụi mình cũng tư vấn như thế này thôi. Cũng bạn vô thì cũng mời bạn uống nước xong tư vấn. Xong bạn không thích thì bạn có thể ra về vui vẻ. Chứ không có thu phí hay gì hết. Cho nên mọi người đừng có ngại qua tiệm nha. Tại vì qua tiệm là mình vừa được nói, mình vừa được nhìn. Còn cái này mình nói không à, dù phải không hiểu. Còn gửi hình thì gửi tới bao giờ nó mới xong. Mình muốn xỏ khuyên rúng có bị đau lắm không, bao nhiêu tiền? Dạ, khuyên rúng bên em là 250.000. Thì em làm trong vòng khoảng 1 phút thôi. Nó cũng như cái bụp cái thôi là xong rồi. Cho nên là mọi người sau khi xỏ xong thường nói câu là nó cũng không đau như em nghĩ. Cho nên mọi người cứ gan dạ lên. Mình thích thì mình làm thôi, nhiều người làm được, mắc gì mấy chị làm được. Ai cũng làm được chân, chẳng qua mình sợ thôi được không? Địa chỉ của mình ở ngay đầu đường Phan Xích Long, quận Bình Thạnh đó bạn. Khi nào bạn tới thì bạn gọi cho mình số 093 92 93 186. Bên mình có dạy xăm mà đâu, có nhận học viên mỗi ngày. Sao em thấy chị lúc nào cũng ăn vậy mà còn không mập được đó bà con? Nhưng mà tôi đâu ăn bữa chính đâu, mỗi ngày ăn vặt không à, tại đau dạ dày. Hả? Bạn có muốn gắn thẻ đạp gắn luôn? Này nữa là cũng không được. Xong cái khúc dưới đời cũng không, cái này xong cũng không, tôi không xong cũng dưới. Đây, để cho bà con coi. Xong luôn nha. Hôm nay là xong cái tay này luôn. Một cái tay quấn 2 ngày. Thể loại trắng đen châu Á nha bà con. Chứ châu Âu mà chết luôn á. Rồi. Còn ngồi đây cho anh mình đứng này chút nha. Nó hơi chọi tay chút. Không, mày lật người lại được không? Em cứ tựa lưng vào ghế. Cứ tựa lưng vào ghế. Hoa mẫu đơn kính tay rồi. Phải hả? Ừ. Ờ, lấy được lại dễ hơn mà gì ta? À, xăm kính tay như vậy 13 triệu bạn. Cắm lại giùm chị với Thái. Bụng mình hơi mỡ nhưng mình thích xỏ khuyên. À, mỡ cũng được chị, miễn sao mà mình đừng có bị cái rúng của mình nó đừng có nhỏ quá rồi nó hay bị đụng đậy vô cái khuyên á, thì mình sẽ lau lòng một chút thôi. Chứ nó bụng mỡ thì vẫn có người đi xỏ bình thường. Nó nếu mà mình mặc đồ mình cạ nhiều thì nó sẽ hơi lau lòng một chút thôi. Tiệm mình ở cuối đường Phan Xích Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Học xăm bên mình là 1.000 đô một khóa, 1.000 đô một khóa, 1.000 đô bây giờ là khoảng 22.700.000 á. Hiện
hiện tại nghề xăm ở Việt Nam thì người ta chưa có công nhận ngành nghề, cho nên chứng chỉ thì nó cũng chỉ là giấy chứng nhận có học ở tiệm đó thôi, chứ không có nhà nước nào chứng cho cái trình độ của bạn hết. Bây giờ chủ yếu cái bằng quan trọng là bằng lòng của khách hàng. Nếu mà mình có bằng cấp mà mình không có sự bằng lòng thì mình cũng không có khách. Số điện thoại của em là 0939293186. Sổ khuyên chân mày bên mình là 200.000 bà con, có khuyên luôn. Mấy cái sổ khuyên bên mình nó có bảng giá từ 150.000 tới 300.000, tùy vị trí khó dễ thôi chứ không có mắc bà con. Tất cả đều đã có khuyên rồi. Đường Phan Xích Long chỗ cầu Hoàng Hoa Thám đó bà con. Khu đó. Khách vô chị có xăm không? Có chứ bạn. Tôi muốn hay xăm cho khách đi chứ. Nhưng mà mấy cái vùng tôi xăm là không có được chụp lên mạng thôi. Người ta đang chổng mông lên thăm thăm mà giờ bắt người ta chụp hình đưa lên mạng sao được. Mỏi miết mệt quá. Chị này da bạo có làm không chị? Bảo làm piercing à bạn. Còn thăm thì vẫn đang trong quá trình luyện tập. Nửa lưng bên mình giá khoảng từ 10-15. Khó lắm, thể loại châu Âu màu be bét tả thực này nọ, cao lắm 20. Còn mấy kia thì giá bình dân thôi bà con. Mấy hoa văn đen này nọ thì mấy triệu thôi. Mấy cái hình kính lưng bên mình thì từ 25-35. Khó lắm, màu mè lắm, mà làm cả trăm giờ thì 50, tùy bà con. Mấy bạn phải có cái hình, rồi tụi tôi sẽ báo cái thời gian làm, rồi báo cái giá cho mấy bạn. Chứ hỏi chung chung thì giá nó chung chung lắm, nó cách xa nhau lắm bà con. Nếu không biết vẽ thì học được không chị Mai? Nếu như bạn không biết vẽ thì bạn vẫn có thể học. Mình chủ yếu là mình có kiên trì luyện tập hay không thôi. Chứ cái người biết vẽ mà học xăm lười thì cũng vậy thôi à. Còn những người không biết vẽ lúc đầu vẽ xấu như ma á, mà chăm chỉ ngày đêm học thì người ta vẫn giỏi bình thường. Thở lưỡi thì mất 1 tuần để nó quen với cái khuyên. Và nếu mà không đau thì khoảng 10 ngày thì nó đã không đau hoàn toàn rồi. Quay vào anh Vinh xíu đi. Mấy hình nhỏ nhỏ bên mình thì giá từ 300.000 trở lên các bạn. Mình bữa giờ sẩm đầu cũng chưa xong nữa, nhát quá. Mấy bạn nào mà hỏi giá hình xăm thì vui lòng nhắn tin cho mình nha. Ở trên này mình đọc comment không có kịp, mình trả lời cũng không có kịp luôn. Chai xịt đó là Rinswap. Rinswap này là cái xà bông. Nó không phải là xà bông mà nó là nước rửa dùng cho những cái vết thương hở, rửa trong y tế á. Nó được nhập khẩu từ Mỹ. Tụi tôi xài hàng đó chứ không có xài những cái hàng chất lượng kém đâu bà con. Bởi vì tụi tôi cũng là những người xăm mình, tụi tôi cũng dùng những cái đó mà yên tâm về chất lượng hàng hóa tụi tôi nhập về. Địa chỉ của mình là số 7M đường 14, khu dân cư Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh. Nếu mà mấy bạn tìm địa điểm á, thì vô tìm VN Style Tattoo ở trên Google Map á, thì nó sẽ nhanh hơn nha. Chị ơi muốn phun như chị xăm chứ. Phun đâu, tôi không có phun gì hết trơn. Bên chị học xong có giữ lại tiệm không ạ? Giỏi thì giữ bạn, còn dở là không có giữ. Dở tự đi hết. Dở tự đi hết.
mây, nguyên cánh tay. Da của anh này hơi ngâm cho nên tôi khuyên là đánh trắng đen thì chơi sẽ bền, sẽ ổn định hơn là đi màu. Con điên. Ây da, tao là chồng của con điên nè mẹ. Vậy là cái cậu điên tao nó cũng vô đấu lắm đó mẹ. Không. Mày là khùng phải ông điên? Hay là mày là mình điên, điên đó không? Nha, đừng có chọc mình nha. Mày đang khùng hay mày đang điên? Mày có khùng hay mà mày chọc con điên hả? Mày nghĩ mày chọc con điên là con điên nó sẽ để yên cho mày à? Trời ơi, quên á, cứ tính thiếu một nước mày không? Ừ. Mình phải tính xa một nước hiểu không? Mình phải tính sâu khi mình chọc nó thì nó sẽ như thế nào hiểu không? Chọc con điên nó sẽ phải là điên với mày, mày điên quá còn. Xóa nhiều tiền không bạn? À, bữa trước tôi có thằng em, nó cũng đi xóa hình xăm, nó xóa 7 lần rồi chưa có mờ, nó mờ khoảng đi 50% á. Mà chi phí mỗi lần xóa là 1 triệu cho cái hàng chữ chút xíu như này ở trên lưng nè. 1 triệu một lần mà xóa 7 lần rồi chưa có ok. Em có xăm chữ duyên giống củ tỏi. À cảm ơn bạn, mấy cái chữ duyên đó là cho anh Vinh cầm máy xăm đi luôn, freehand luôn. Cái bàn đó tiếp khách không thấy, toàn thấy để đồ ăn không à. Hiện tại là con có 4 bịch trái cây với lại một cái bánh dứa, bánh mứt dứa. À, cho xem tác phẩm anh Vinh làm à. Anh Vinh làm chưa xong. Đang xăm hoa mẫu đơn với mây thôi. Đang xăm kiểu Nhật. Anh Duy hả? Anh Duy nào bạn? Mình cũng có nhiều bạn tên Duy lắm á. Tiệm nam mà ăn vặt quá hé. Trời ơi, tôi là người ít ăn vặt nhất trong tiệm luôn bà con. Tôi là người kén ăn nhất tiệm luôn. Tại vì tôi, bởi vậy tôi ít khi nào order đồ ăn về lắm. Toàn mấy chả không à. Hết người này tới người kia. Vậy em còn diễn trong bệnh viện tâm thần, giới thiệu cho thằng điên đó đi. Chị Mai ốm hả? Sao giờ này chị khác quá? Không phải đâu, tại cắt tóc này nhìn có vẻ ốm á. Mình bị giạt đi mất hai bên nè, nhìn có vẻ ốm, mình tăng ký mà. Dạo này bụng mỡ rồi bà con. Rồi nhìn anh Vinh giống cầu thủ bóng đá Công Vinh. Gì vậy ba? Trời ơi, nhìn kỹ kỹ một chút đi, tôi thấy ông giống Beckham đó. Hả? Của tội với phạt 12 triệu. Đáng xíu em còn xíu chỗ này nữa rồi. Thôi, chia buồn cùng em đó. Anh em coi quyên góp cứu trợ cứu đói em đó nha. Giờ em có khung rồi, đi màu cả lưng trắng đen bao nhiêu chị? À đi trắng đen nguyên lưng có khung rồi hả? Bạn gửi cho mình coi cái khung nha. Thôi bây giờ mình phải ra nhập tiền với bọn nó một xíu. Chứ để hết, để mình còn đút trong Vinh ăn nữa bà con. Vậy hả? Xong. Ước gì chị chào dù chỉ một lần thôi, khỏi ước em ngon ăn ơi. Chào em. Tiệm xăm của mình ở phường 3 Bình Thạnh bạn, ngay chỗ khung miếu nổi á. Chị ơi, xăm bị ra máu có sao không? À, đây, xin giới thiệu cho mấy bạn quá trình đang xem. Hả? Đây nè, kiểu như mình bị chày xước á, nó vẫn rỉ rỉ rướng rướng ra. Nhưng mà cậu này là thuộc dạng người ra máu nhiều nè. Với lại yếu trong người á, mệt trong qua, người. Hôm qua mới làm tay, bây giờ đang sưng lên, yếu trong người, nó hay ra máu với nước mô. Đó, nó sẽ ra như thế này là chuyện bình thường nha bà con, chứ không có gì gọi là bất thường hết.
À, nó vẫn ra máu lại, bởi vậy là đồ nghề là phải dùng một lần bảo bọc lại hết như này. Em cũng vậy. Hello. Em có thằng em trai học bên chị. À, xin chào bạn. Em bạn là ai đấy? À, Vũ Thái kìa. Nhìn á giống, nhìn anh ấy giống Beckham kìa. Tôi biết mà, nhìn kỹ kỹ lại nữa đi, giống Lưu Đức Hòa đó. Nhìn kỹ lại đi. Rồi giống Lương Thế Thành rồi từ lưa nữa đó. Thôi đi mẹ. Gì vậy ba? Hai cô đi má. Trời ơi, chị chào em vui nguyên ngày luôn. Trời ơi, thôi thôi, em đừng làm như vậy, chị sống ảo. Tiệm mình ở Sài Gòn bạn ơi. Thôi, rồi. Cho bà con coi cái của anh Vinh đang... Hôm nay là xong cánh tay này luôn. Xong luôn gì đâu, quýnh 3 bông 4 bông luôn. Chứ lẽ giờ một ngày quýnh 3 bông 4 bông đâu. Đúng rồi, trời ơi. Chủ tiền mà. Đúng rồi. Có khung sẵn rồi, cái tô thôi. Bây giờ tốn trong không. Quan trọng là cái chuyện là... Cô Tuấn quê Thái Bình chị ạ. À, thì ra là dạy phụ huynh em Tuấn. Tuấn Quanh. Ở đây gọi nó là Tuấn Quanh. Quả. Mỗi lần hỏi nói gì à? Có ăn cơm không? À, quả. 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 Đây. Rồi tắt cái điện sáng nó luôn. Không xong. Để xong luôn đi. Đây. Còn này giống như rửa xe một tiếng các em. À, pha rinse shop cho chị hết rồi kìa, không đưa cái bình khác. Ừ. Bọc. Rồi. Xíu lên ra con ngồi chín ăn uống chín gió xíu luôn. Rồi. 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 Rồi đứng đứng đứng. Quay anh dòng. Rồi mày. À, rồi. Nghỉ đi, nghỉ xíu đi em. Nhìn nhìn em Vinh giống diễn viên Huy Khánh. Trời ơi, nhìn kỹ lại đi anh. Em thấy giống Châu Tinh Trì rồi đó. Bây giờ mọi người nhìn kỹ lại là ông sẽ có một nét giống à. Khác nhau. Còn em sẽ là Angela Jolie. Angelina Jolie. Ăn khoai lang bằng ly. Rồi, đi vô đồ đâu? Xăm bồ công anh. Ngay ngón tay bao nhiêu vậy? À, mình không có nhận vị trí ngón tay đâu bạn. Xăm nó không có đẹp đâu, rồi mai mốt bạn sẽ hối hận đó. Bởi vì cái chỗ đó là chỗ nó dễ bay mực, với lại là nó sẽ nhòe này nọ từ lưa, nó không có nét như những cái hình ở trên mạng đâu. Đó là mình nói thiệt luôn á. Chứ còn khách vô tiệm thì mình xăm mình lấy tiền thôi, mắc gì mình phải bàn ra. Nhưng mà đó là mình nói trước cho những cái vị trí khó ăn mực, những vị trí hình khó đẹp. Mấy bạn nào mà hỏi giá hình xăm thì vui lòng nhắn tin cho mình nha. Mình trả lời không kịp. Mình mở cửa tới 10 giờ tối bạn. À, bên mình vẫn học viên, nhận học viên mỗi ngày. Anh muốn nào luôn á? Anh muốn thấy cái cho xong cút dưới luôn. Chứ muốn chị hết cái nào. Rồi mình đụng với mình vào tiệm Phạm Mai có xăm môi. Dạ không, bên em không có xăm mắt môi chân mày chị. Tụi em chỉ xăm body thôi. À chồng Lưu Đức Hòa của đời tôi. Ủa ai gái này vậy? À, sáng nay chảnh chẹ mặc đồ đẹp đi uống cà phê quá rồi. Xăm vùng kín được không em? Dạ em là người hay xăm những vùng kín đây chị. Dạ, tụi em hay xăm che rạng mông rồi rạng sẹo rồi. Ở tiệm em hay nhận những ca đó lắm chị. Có gì thì chị cứ qua đây ạ. Tiệm đông người nhưng mà mình xăm vùng kín sẽ có phòng riêng nha. Yên tâm mà con. Thằng kia con điên đâu rồi. Nó ao rồi. 1.200 người coi hả? Ừ. Xíu bây giờ xíu cho chồng đọc comment coi đọc cũng được. Học đi.
Xăm có đau không chị? Vì em thích mà lại sợ đau. Thì có rất nhiều người nói thích mà sợ đau. Cái mà bữa nay đi xăm một hình, can đảm lắm mới dám xăm. Vừa xăm xong hôm sau lại qua xăm hình nữa, bảo không sợ đau à. Nó không đau như em nghĩ. Nó tùy theo bà đèn hả, tùy thôi bạn. Ừ à, anh còn một chung riêng đó, là anh muốn cánh trong cánh ngoài á. Học xăm mấy năm tức là chị? Anh định bứng là một mặt à, là thường thì mặt các học viên bên tôi học từ 6 tháng tới 1 năm rồi. Tùy học viên nào học nhanh thì học 6 tháng, tháng là xong rồi, một cái sắc, sắc à, những người học chậm là học cả năm cũng chưa xong. Hôm nay cute hơn mọi ngày phải không? Hôm nay tôi đi cắt tóc undercut nè để mai mốt đi chụp hình rồi. Ban đầu sợ đau, về sau sợ hết tiền. Ủa đúng rồi đấy, bạn này nói hay đấy, ban đầu rồi sợ đau, về sau rồi sợ hết tiền, là đúng thực trạng của xăm rồi đó bà con. Sợ sợ viêm màng túi không à, lấy bông tâm trẻ, lấy bông bông tâm hết chị. Mà bạn bạn đổi đời hỏi mình có xăm chim không ạ? Bạn hỏi đi, bạn bạn biết để bạn được cái gì? Để bạn thần tượng à? Để bạn tưởng tượng. Ừ, để bạn thần tượng hay để bạn tưởng tượng vô duyên nha. Và yeah, bạn muốn mà coi chim có hình xăm là bắt bắt vợ đi xăm vô con chim à. Còn muốn coi chim không có hình xăm là lên mạng coi, bấm nhiều chữ, lắm. Bấm chữ S E gì? S E X hả? S E X. S E set set là nó sẽ ra chim cho bạn coi thôi gì đâu. Lên đây mà cứ hỏi chim mới cò. Chừng nào tôi cởi chuồng cởi trần thì hãy đòi coi chim của tôi nha nhau. Lúc đó bà cởi rồi nó cần gì đòi nữa bà. Ừ. Vô duyên. Thứ đàn ông vô duyên mắc nết. Chắc không có hình xăm đâu. Giỏi chạy qua nhà hàng xóm kêu à, cho coi con chim của vợ hàng xóm kìa. Chắc không có hình xăm đâu ha. Chị bao giờ mới mở cái kia đeo khoe vô được chị? Cái gì em? Mở cái gì em? Đừng để tóc dài nha, tóc này lạ đẹp á. À, em sẽ đẹp theo nhiều kiểu khác nhau vậy. Nói chứ tóc dài đâu chơi tới đó bà con. À, lúc nào mình có việc mình phải cắt thì mình cứ cắt thôi, chứ mình đừng quan trọng là mái tóc cứ phải dài này nọ, nhiều khi mình cắt mình uổng lắm bà con. Cái này bụng bự cái nào cũng đau đụng luôn vậy. Ừ. Không. Trời ơi. Bị thủy rồi men. Có gắn khuyên không chị? Gắn khuyên vô chim mà. Chim gái thì gắn, còn chim trai là không có gắn nha. Biết một cánh tay bên mình từ 10 tới 15 à, cánh nào khó lắm, tả thật lắm thì khoảng 20 trở xuống mà con. Anh là LGBT hả? No no no. Gơ thẳng, gơ thẳng. Đó là chồng mình nha. Gì vậy mấy bà? Trời đất. Tôi mà là con trai chắc nhiều người thích lắm á. Phải không? Chị ơi em ở Nha Trang muốn vào làm học trò chị được không? À tiệm mình có học trò 4 phương 8 hướng luôn bà con. Có học trò từ nước ngoài về học luôn, cho nên bà con đừng có sợ xa nha. Hoan nghênh học trò Nha Trang. Hoan nghênh học trò Nha Trang. Chim trai sao gắn được, sao không gắn được chị? Gắn được nhưng mà tụi tôi không có làm dịch vụ đó. Tụi tôi không thích. Ừ. Không thích làm. Ừ. Được chưa? Tụi tôi không biết làm nên tôi không thích làm. Tôi chỉ được muốn chưa? Đem niềm sung sướng lại cho các chị em thôi. Còn các anh em tự đi kiếm anh quan tim à, anh quan tim có dịch vụ cho các anh em nó qua bển kiếm. Con trai hả? Không có, con gái bà con. À, con gái. Mặc dù hơi lép nhưng vẫn là con gái nha bà con. À, này chị trai vậy. Đâu, bữa nay mới lại, thằng em qua cũ xì rồi mấy. Chắc qua là chị đâm của kia đúng không? Sao tiệm của tôi toàn học trò nam không vậy trời? Sao có mình tôi vậy trời? Hôm qua là chị đâm của kia đúng không? Hôm qua ngáo ngáo luôn mà.
Chị mình xăm hình này là hình đầu tiên năm 19 tuổi rồi đó. Nhiều lắm rồi nha. 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 Hình ảnh nhiều á. Coi là chất lượng hình ảnh đó nha. Chị có lời khuyên nào cho người chuẩn bị đi xăm không chị? À, mình có một lời khuyên cho mấy bạn chuẩn bị đi xăm là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đi xăm. Đã xăm rồi là không hối hận à, còn hối hận thì đừng có đi xăm. Vậy thôi. Mà thường là người ta xăm vô người ta mới biết hối hận mà con. Bởi vậy cái lời khuyên của mình đối với những người đã thích là không có vấn thành vấn đề đâu. Kể cả mình kêu người ta đừng xăm mà một khi người ta đã thích là người ta đi xăm thôi bà con. Khỏi khuyên, mỗi người có một chứng kiến riêng. Nếu xăm sớm quá thì có sao không chị? À, khi xăm sớm quá thì mấy bạn lớn lên á, rồi cơ thể, kích thước cơ thể nó thay đổi thì cái hình xăm nó không có hợp với kích thước đó nữa thì nó xấu hơn thôi. Rồi mấy bạn phải đi sửa thôi chứ không có gì hết. Năm nay mình 28 tuổi rồi bà con. Cái gì tôi là gái thẳng má ơi. Chỗ em toàn học trò của anh Quang nhưng em sẽ nhất định là học trò của anh Vinh trong tương lai. Trời ơi, bạn không biết hả, giữa tiệm mình và tiệm anh Quang có sự liên thông. Nếu như bạn muốn học hai thầy là cả anh Vinh và cả anh Quang thì bạn chỉ cần đóng môn học phí là có thể học hai thầy rồi. Chỉ có điều là một tiệm ở Hà Nội, một tiệm Sài Gòn thì bạn phải chuẩn bị cái số tiền ăn học á, nó hơi bị cao lên bởi vì chi phí hai thành phố. Vậy thôi bạn. Anh Vinh Vinh Quang là một mà. Dạ em có con rồi, có chồng có con rồi, gái thẳng má ơi. Hôm trước em về Gò Công có thấy chị dễ thương ghê. Cảm ơn bạn. Xăm ít đau, xăm nhiều hết đau mà ghiền nữa. Đúng rồi. Khi mà mấy bạn mà xăm hình mini á thì mấy bạn rất là sợ. Bởi vì mấy hình mini thì thời gian làm khoảng từ 15 tới 45 phút thôi. Nó rất là ngắn. Thì cái thời gian đó làm cho cái da thịt mình nó chưa kịp quen kim. Còn những cái hình mà phải xăm mấy tiếng đồng hồ hoặc là xăm ngày này qua ngày khác á, thì người ta sẽ có độ quen kim sau khi kim vào cơ thể nửa tiếng đến một tiếng á. Cho nên mấy bạn mà đi xăm á thì nếu mà sợ đau phải dùng thuốc tê á, thì mình nghĩ lại, tê nó chỉ được vài tiếng đầu, sau nó hết tê là nó sẽ bị đơ ở vùng thịt đó, không ngấm tê nữa rồi nó đau hơn bình thường. Còn những người mà xăm không tê á, thì người ta sẽ quen kim, chịu được khoảng 7-8 tiếng một ngày là chuyện bình thường đó bà con. Nói chuyện giọng Bắc đi. Thôi bây giờ tôi phải ở trong một cộng đồng người Bắc vài ngày tôi mới nói được tiếng Bắc. Chứ bây giờ tôi nói ngậm níu ngậm nô ngay. Cảm ơn bà con. Con của tôi á, tôi bận biểu á, con mà con của tôi gửi bà ngoại. Với lại nó cũng không thích chụp hình. Mỗi lần chụp hình là mặt bí xị à, nên tôi cũng không đưa hình ảnh lên nhiều bà con. Chào anh Cao Dương, vợ chồng em vẫn khỏe anh. 28 nhìn như 20 ạ, cảm ơn bạn. Đó. Đang nghỉ giải lao. Thôi, bây giờ tôi ra chơi. Hẹn bà con vào buổi tối hoặc là trưa mai nha. Cảm ơn mọi người nãy giờ đã nghe tôi chém gió. Bye bye.